costs on Midway, 30th of April, 1975, during the evacuation of Saigon, which was called Operation Freedom. As day two commenced, Một trong những điểm đặc biệt của cái chiếc hàng không mẫu hàm này và cái lý do mà nó gắn liền với cái lịch sử người Việt nữa, người Việt tị nạn nữa đó, là năm đó đó thiếu tá Lý Bửng bay cái chiếc Cessna đó anh, mà cái chiếc Cessna là gọi là cái chiếc máy bay để quan sát thôi, thành thử nó chỉ có hai người ngồi, nhưng mà ngày hôm đó đó là chú và vợ của chú và năm người con bay trong cái chiếc máy bay đó. Và khi mà chú lift off chú bay khỏi Việt Nam đó, thì chú chỉ nghĩ là đi tìm một nơi nào an toàn để đáp thôi. Khi mà chú bay lên đó, thì chú thấy bao nhiêu chiếc máy bay và trực thăng đó nó bay về một hướng, thành thử chú nghĩ đó là chắc chắn ở nơi đó phải có cái chỗ để đáp xuống, thành thử chú bay theo thôi. Xong rồi khi ra tới ngoài khơi đó thì chú thấy được cái chiếc hàng không bộ hàm này, và khi mà thấy được thì chú xin phép để được đáp. Nhưng mà khi mà chú xin phép để đáp đó thì cái ông thuyền trưởng đó ổng cho mọi người báo cho cái chiếc máy bay đó biết là nên đáp xuống dưới biển rồi sẽ cho người xuống cứu, là vì cái ông thuyền trưởng ông nghĩ chỉ có một người bay trong cái chiếc máy bay đó thôi. Xong rồi khi mà chú Lý Bửng tiếp tục viết giấy để mà thảy lên trên cái đất này đó anh, để xin phép được đáp đó, thì trong cái note khi mà bắt được đó thì trong cái note đó ghi là tôi có vợ của tôi và năm người con, thành thử tôi xin phép được đáp xuống, ông có thể là đẩy bớt những cái chiếc máy bay cho giống như cho rộng chỗ để xin phép được đáp đó anh. Thì chú cũng báo cho biết là chú có đủ xăng dầu để mà bay vòng vòng chừng một tiếng. Thì khi mà bắt được cái note đó đó, thì cái ông thuyền trưởng và chỉ huy trưởng đó, tên là ông Larry Chambers là ông thuyền trưởng, thì ông mới cho ông chỉ huy trưởng là ông Chambers, Vern Chambers, báo cho ông đó biết là xuống clear tất cả cái đất để cho chiếc máy bay được đáp để cứu cái gia đình đó. Thì họ vứt xuống biển nên họ đẩy bao nhiêu chiếc trực thăng, chắc anh cũng đã coi qua cái hình ảnh đó rồi, là họ đẩy gần 10 triệu đồng tất cả những chiếc trực thăng đó họ đẩy xuống biển để có cái chỗ trống cho thiếu tá Lý Bửng đáp xuống. Và khi mà đáp xuống đó nó rất là đặc biệt, là tại vì để đáp lên trên cái hàng không mẫu hàm này đó, tất cả những cái chiếc máy bay nó có cái gọi là cái bát hút thì mới dừng lại được, mới break lại được. Cái chiếc Cessna đó là nó không có cái bát hút và nó cần phải có cái stretch dài để mà đáp xuống. Nhưng mà khi mà chú đáp xuống đó là chú đáp ngay cái chỗ mà mọi người muốn chú đáp xuống, giống như là chú đã thực hành cả, giống như practice đó, đã thực hành trên 1.000 lần đáp như vậy, thành thử là mọi người rất là vui, mà đó là cũng là một cái rất là hay, nói lên được cái gọi là cái tài năng của một người phi công Việt của mình, của lính Việt Nam Cộng Hòa. Hiện nay đó anh, cái chiếc Cessna mà thiếu tá Lý Bửng đáp xuống đây đó thì được trưng bày tại Pensacola, Florida, nhưng cái bản sao là cái replica của cái Cessna đó đó là được treo tại đây.